Thời gian qua, thông tin ca sĩ Phương Thanh có bạn trai kém 20 tuổi đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Người đàn ông được nhắc đến là Doãn Chí Kiên, sinh năm 1993, cao 1m80, quê ở Nam Định, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh là nhà sáng lập một thương hiệu thời trang. Thế nhưng ngoài những lời chúc phúc ủng hộ của cư dân mạng, nhiều ý kiến cho rằng tình trẻ đến với Phương Thanh vì vật chất ham nổi tiếng. Cũng có người cho rằng nữ ca sĩ mang chuyện tình cảm ra để PR, đánh bóng tên tuổi sau nhiều năm nghỉ hát. Dù không hoạt động trong showbiz nhưng Doãn Chí Kiên sở hữu vẻ hòa lãng tử, điển trai không thua kém bất cứ sao nam Vbiz nào. Tuy nhiên, đời tư của Doãn Chí Kiên lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng với nội dung Doãn Chí Kiên lộ ảnh chụp cùng vợ con. Hiện tại người trong cuộc vẫn chưa tiết lộ mối quan hệ với vợ là đã ly dị hay chưa. Kèm theo đó, người này đăng ảnh Doãn Chí Kiên chụp cùng một phụ nữ và một bé gái, cả ba cười rất hạnh phúc. Ngay lập tức, bài đăng về nam doanh nhân sinh năm 1993 thu hút sự chú ý. Phía dưới bình luận, cư dân mạng tỏ ra thất vọng về Doãn Chí Kiên dù chưa biết thực hư. Thậm chí có người tiếp tục bóc phốt, đợt em thấy anh ấy chơi Tinder đó chị Phương Thanh. Ngày xưa mình gặp ông này trong mấy cái nhóm trẻ tri baby, mà vào đó làm gì thì mọi người đều biết nhỉ, chắc nhắm mắt đưa chân. Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh và lời tố được tung ra vẫn chỉ mang tính chất một chiều, chưa được xác thực. Vào ngày 31 tháng 5 vừa qua, trên fanpage, Phương Thanh gây chú ý khi đăng tải bài viết liên quan đến tình trẻ Doãn Chí Kiên. Cụ thể, giọng ca trống vắng cho biết, 5 người mẫu đang bị anti-fan giả mạo Facebook ảnh hưởng đến danh tiếng hình ảnh. Chàng trai Doãn Chí Kiên trong 2 ngày hôm nay đang bị người ta làm giả Facebook và tin nhắn bóc phốt. Phá Kiên đủ kiểu, phá kiểu này ghê thật sự, hôm qua giờ tin giả quá nhiều. Đi cùng với thông báo này, nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh loạt tài khoản Facebook có tên Doãn Chí Kiên. Thậm chí một trong số những tài khoản này còn trò chuyện tình tứ cùng cô gái khác gây hiểu nhầm. Bên dưới bài viết, Phương Thanh còn khẳng định do cái tội anh chú quá đẹp trai và hot nhanh, hình ảnh trong MV Phương Thanh phải thuyết phục dữ lắm mới đi quay. Kiên từ chối nhiều lời mời phim ảnh vì sợ showbiz. Ngoài ra, dưới chia sẻ của Phương Thanh nhận được nhiều câu hỏi của người hâm mộ liên quan đến những thông tin tiêu cực về Doãn Chí Kiên hay nghi ngờ dùng chuyện tình cảm để PR cho MV. Thấy các trang đăng lại tình trẻ gì gì đó rồi nhiều người bình luận linh tinh lắm chị. Mình nghĩ PR cho MV vì theo dõi Phương Thanh bao lâu không nghĩ sẽ quen anh chàng này. Đáp lại sự quan tâm của mọi người, nữ ca sĩ chỉ trả lời bằng biểu tượng cười vui vẻ và không hé lộ gì thêm. Tuy nhiên, qua đây có thể thấy Phương Thanh dành sự tin tưởng tuyệt đối đến tình trẻ, không quan tâm những tin đồn tiêu cực bên ngoài. Cách đây vài ngày, Phương Thanh có buổi gặp gỡ fan tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp này, nữ ca sĩ đã giới thiệu đến mọi người bạn trai là Doãn Chí Kiên, người mẫu kim doanh nhân. Đây là lần đầu giọng ca trống vắng công khai bạn trai trước công chúng. Phương Thanh cho biết cô ấn tượng với Doãn Chí Kiên ngay từ lần đầu tiên thấy anh qua video TikTok. Vì thế cô đã chủ động mời anh đóng MV và khi trò chuyện trực tiếp, cả hai cảm thấy đồng điệu, trở nên thân thiết. Không chỉ thế, Phương Thanh cũng tiết lộ bạn trai có mối quan hệ rất tốt với con gái. Có đợt Phương Thanh đi Trường Sa, lại đúng dịp sinh nhật của con gái gà ở nhà. Doãn Chí Kiên đã đề nghị được tổ chức sinh nhật cho gà để bù đắp việc thiếu vắng mẹ. Hiện tại cả hai coi nhau như tri kỷ, như người trong gia đình.